Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tin. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Rồi, hôm nay Zika Audio sẽ chia sẻ đến các bác một cái dòng loa trợ lời Bose 151 mới hiện nay. Vâng, đây thì trước mặt quý vị và các bạn đây ạ. Vâng, là Bose 151. Vâng, đây là loa trợ lời rất là tốt nhất trường hiện tại bây giờ. Vâng, về cái bát thì là được sơn màu đỏ, được làm bằng mảng đỏ rất là đẹp đấy ạ. Còn bên em, một bên em đã bỏ ra và bên em giới thiệu phía bên trong, và một bên vẫn có e căng sắt bảo vệ phía đằng trước đấy ạ, để cho quý vị và các bạn phân biệt được phía trong và phía ngoài. Còn với loa trả lời thì là hình thức thì vẫn là như cổ điển, như các dòng bốt khác, như bốt 101 thì nó được làm bằng màu đen và e căng sắt cũng màu đen, chữ bốt màu trắng, và đặc biệt là chữ 151 này được sơn màu xanh rất là đẹp. Vâng, để nói một bộ dàn karaoke gia đình để có cái chất giải chung hay là giải lời ca sĩ hay là lời chúng ta hát được rõ ràng và tách bạch và bay bổng, thì chúng ta nên hỗ trợ thêm một cái loa trợ lời này vào để nó được chi tiết hơn. Vâng, thì là đây là bên em đã được nhập về một số để giới thiệu đến các bác ngoài miền Tổ quốc, thì em nôi ra để mua mấy cái hộp trắng trước đi ạ. Vâng, tí nữa bên em sẽ test và để cho quý vị và các bạn cùng trải nghiệm luôn. Và bên em cũng nhận được đơn của anh Vâng, đơn của anh Tùng, anh ở Yên Viên Hà Nội ạ. Yên Viên Gia Lâm Hà Nội. Vâng, thì anh có tìm hiểu và anh có mua cho mình một cái đơn loa Bose trợ lời 151. Và bên em cũng test trước khi gửi cho anh, và cũng giới thiệu đến quý vị và các bạn luôn. Và đặc biệt cái dòng này là dòng bên em nhập Trung Quốc các bác nhé. Trung Quốc chuẩn luôn đấy ạ. Và bảo hành 1 năm, đây là toàn bộ sản phẩm mới được bảo hành theo của hãng công ty người ta đề ra, và bên em cũng áp dụng đúng như vậy. Vâng, thì sau đây em xin phép anh Tục và bên em bỏ lên để kiểm tra trước khi gửi cho anh, vì anh ở gần công ty Zika Audio thì bên em có ship xe ôm sang tận nơi. Vâng, quý vị và các bạn cùng chờ xem ạ. Vâng, thì anh Tùng nhá. Vâng, anh ở Yên Viên Gia Lâm, là bên em có test cho anh trước khi gửi cho anh cái loa trợ lời Bose 151. Trước mặt là anh Tùng đây ạ. Vâng, anh có xem video thì anh có theo dõi được cái sản phẩm của mình đã chọn lựa bên Zika Audio. Vâng, đặc biệt cái dòng này nó hỗ trợ loa cái giải lời rất là tốt và tách bạch, nghe rất là bay bởi tiếng hát, cho cái bài hát được hay hơn rất là nhiều. Vâng, và đặc biệt cái dòng này được tích hợp tụ chống cháy bên trong các bác nhé. Ngày xưa nó không có đâu ạ, nhưng bây giờ đã được tích hợp cái tụ sẵn bên trong. Các bác không phải lo là công suất lớn hay nhỏ nó sợ nó cháy chép hay cháy loa, hầu như là không cháy các bác nhé. Ngày xưa nó không có thì nó hay cháy, nhưng bây giờ tích hợp rồi ạ, vì thế các bác yên tâm. Vâng, thì em cũng test luôn cho anh Tùng. Vâng, em đang kết nối với lại cái vang cơ lai số ZKM50X và một cái đẩy 4 kênh WeWood mã là 4850L. Vâng, nghe cái giải lời rất sách bạch luôn ạ. Em sẽ tách cái tín hiệu ra để cho hai cái loa này dừng hoạt động để các bác phân biệt được là nó trợ lời hỗ trợ nhiều hay không nhé. Vâng, các bác thấy cái giải lời tự dưng nó sẽ bị chìm xuống, bị trùng xuống và tối tiếng.
Còn tí nữa ca sĩ Minh Tuyết sẽ hát đấy, rất là bí. Vâng, các bác thấy không, tiếng nó bị rất là nhiều và nghe không được hay. Và một bài hát tự dưng mình nghe cảm thấy nó rất là chối. Vâng, vì thế đây bây giờ em sẽ kết nối lại cái dây tín hiệu để các bác phân biệt nhé. Vâng, các bác nghe thấy phân biệt được không ạ? Vâng, hỗ trợ trả lời rất là nhiều. Vâng, các bác nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh Vika Audio nhé, để các bác cập nhật video về mỗi ngày, bên em up lên mỗi ngày. Và các bác là muốn sở hữu một đơn ra trả lời 1151 này thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube Vika Audio, và bên em sẽ gọi điện lại tư vấn trực tiếp cho các bác. Vâng, anh Tùng nhé, hiện tại cái đơn trả lời 1151 này của anh hoạt động rất tốt. Vâng, tôi xin phép dừng video và bỏ ra cho nhân viên đóng hàng gửi cho anh sớm nhất có thể. Vâng, sau cùng thì em chúc anh Tùng và gia đình sức khỏe dồi dào. Vâng, chúc anh luôn luôn gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại vào các thời tiết tiếp theo.